Bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại phần 3 của phần cốt giao diện Dropdown ha. Ở video lần trước chúng ta đã làm tới cái tam giác rồi, nhưng mà gặp một cái vấn đề, đó chính là cái tam giác làm sao có bó sao đâu được và làm sao nó bo tròn như thế này được. Đấy. Thì nếu chúng ta làm cái tam giác bằng CS như mình đã hướng dẫn thì không thể bo tròn được. Thì làm sao để làm được việc đó ha, thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau đây. Thì cái thủ thuật của nó là đơn giản như thế này. Thực chất nó là một cái hình vuông, nhưng mà khi chúng ta dùng thuộc tính là transform rotate 45 độ thì nó sẽ xoay hình thôi ha. Thì ở đây thay vì sử dụng border mình sẽ ẩn nó đi ha, thế này. Sau đó ở size mình sẽ để là khoảng chừng là 2 RAM đi, tức là khoảng 20 pixel. Rồi mình thêm cho nó là background và color red cho các bạn dễ nhìn ha. Đó, mình sẽ được như thế này. Rồi sau đó mình sẽ thêm border radius cho nó khoảng 4 pixel, 3 pixel đi, thì mình sẽ được cái hình như thế này. Đó, nó bo góc rồi này, thấy chưa? Bây giờ mình muốn nó xoay 45 độ thì mình sẽ dùng là transform ha. Translate rồi mình sẽ dùng rotate nữa. Rotate là 45 độ như thế này. Lúc này mình sẽ được như thế này. Các bạn thấy đó. Rồi. Chỗ này là 2 RAM thì mình giảm cho này xuống còn khoảng là 50 thôi. Đây nó sẽ nằm ở trên này chứ không phải nằm dưới. Cái chúng ta muốn là nó nằm dưới. Thì chúng ta sẽ sử dụng z-index ha. Z-index cho nó là -1 thôi, nó sẽ nằm ở dưới. Tuy nhiên á, thì các bạn sẽ thấy nó hơi mờ mờ ở đây. Bởi vì sao ha? Bởi vì ở đây do các bạn sẽ thấy cái nền ở đây nó màu trắng. Nó màu trắng. Cho nên á, là chúng ta sẽ thấy nó như vậy. Ở đây mình sẽ chỉnh lại cái màu nền cho đúng ha, với thiết kế ha. Đây, mình copy nó. Ở đây. Mình sẽ cho set cho cái body background color. Rồi, lúc này chúng ta sẽ thấy đó, nó bị như thế này. Bởi vì những cái này nó chưa có màu, chưa có background ha. Thì background này mình sẽ set cho thằng list luôn ha. Tại vì thằng list nó sẽ có background chứa toàn bộ. Mình sẽ có là background color là white. Thì lúc này mình sẽ có nền trắng. Đó, và được cái tam giác chúng ta sẽ được nằm đây. Lúc này để chuyển cái tam giác lại cho đúng ha, chúng ta sẽ để là màu trắng. Ok, thì chúng ta đã được kết quả như mong đợi ha. Đây, tam giác ở đây. Rồi, tiếp theo. Cái vấn đề tiếp theo chúng ta cần làm á, là các bạn phải hiểu này. Tức là cái dropdown á, là người ta sẽ làm là khi người ta rê chuột vào thì nó mới hiện cái này, chứ không phải nó hiện sẵn như thế này. Ví dụ ha, mình để nội dung ở dưới này. Ví dụ mình để P Lorem. Thì cái chữ nó sẽ nằm ở đây. Trong khi đó cái chữ nó phải nằm ở khúc này này. Còn khi chúng ta rê chuột vào đây thì nó mới hiện cái này. Đó. Thì làm sao để làm được việc đó ha? Thì chúng ta sẽ sử dụng là position absolute ha. Thì position absolute chúng ta sẽ sử dụng cho ai? Mình sẽ sử dụng cho thằng dropdown list này ha. Và thằng cha của nó là dropdown sẽ sử dụng thuộc tính là position relative. Khi chúng ta rê chuột vào thằng này thì thằng này sẽ hiện. Rồi, mình sẽ làm. Lúc này mình không sử dụng position relative nữa mà sử dụng position là absolute. Như thế này. Đó, lúc này nó sẽ nằm đây. Bởi vì thằng dropdown mình chưa set là relative ha, nên nó chưa chạy theo được position relative như thế này. Rồi thằng list này mình muốn full thằng cha luôn thì nó sẽ là left không, top không và width 100% ha. Như thế này. Đó, chúng ta đã học về cái này rồi, đúng không? Tuy nhiên á, ở đây mình sẽ có là mặt in top đúng không? Nên là nó đẩy xuống. Thì lúc này nó sẽ phủ hết luôn. Đó là đúng rồi. Tuy nhiên á, cái design nó không phải phủ hết mà nó nằm ở dưới khúc này. Thì làm sao chúng ta đưa nó xuống đây được? Nếu chúng ta dùng mặt in top cố định á, thì lỡ cái thằng này nó cao lên á, thì thằng này nó sẽ sai. Cho nên á, lúc này chúng ta sẽ sử dụng là position ha, absolute và thuộc tính là top 100%. Thì tại sao là top 100%? Thì để mình giải thích cho các bạn. Thì khi mình dùng the dropdown list á, là position absolute á, thì nó không còn chiếm diện tích nữa. Không còn chiếm diện tích nữa thì lúc này thằng dropdown nó chỉ chạy theo cái chiều cao của thằng the dropdown select thôi, là tới đây thôi. Thì lúc này mình sẽ mở cho các bạn xem ha. Mình bấm vào dropdown select này là chiều cao là 56 này đúng không? Thì khi mình rê chuột vào thằng cha này cũng là 56 luôn này, các bạn sẽ thấy ở đây ha, là 56. Select 56 này ha, 400x56 ha. Dropdown cha cũng là 400x56 đó, nó chạy theo thằng này rồi. Và thằng này á, khi dùng absolute á, nó không còn chiếm diện tích nữa. Thì bây giờ mình muốn đưa xuống vị trí đó thì mình sẽ sử dụng là top 100% ha. Thế này. Thì lúc này nó sẽ nằm đây. À, tuy nhiên nó lại, các bạn lại muốn cách nó ra một chút nữa thì mình có thể sử dụng mặt in top ha. Mình sẽ gõ mặt in top lại như cũ, 3 RAM đi. Thì lúc này mình sẽ được kết quả như thế này. Rồi,
Bây giờ là mình muốn ẩn nó đi, rồi khi ra chuột vào nó mới hiện ra. Thì mình sử dụng là display none ha. Rồi display none. Khi mình ra chuột vào đây thì nó sẽ hiện ra. Thì khi ra chuột vào đây là ra chuột vào đâu? Mình sẽ ra chuột vào dropdown. Mình sẽ viết ở dưới cùng ha, để làm gì? Để nó ưu tiên, nó đè lên ha. Dropdown mình sẽ viết là và 2.hover ha. Các bạn chú ý nè, khi mình viết vào 2.hover này là cho thằng này ha, cho thằng này này ha. Tại vì cái dấu mắc nó nằm ở đây. Ở dưới đây ha, thì ở đây chính là chính nó. Thì khi hover vào ai? Thì hover vào thằng dropdown list ha. Các bạn thể viết như thế này, bởi vì á, nó nằm bên trong rồi, mình không thể viết là vào gạch gạch được. Mình sẽ để là display block chẳng hạn. Thì khi mình đưa chuột vào này, nó sẽ hiện ra như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Tuy nhiên nó hơi dịch ha. Thì để làm cho nó mượt hơn thì chúng ta sẽ sử dụng transition. Mà display á, thì không thể sử dụng transition được. Thì chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta sẽ sử dụng là opacity và visibility ha. Mình sẽ để là opacity mặc định là 0 và visibility là hidden. Đó. Sau đó mình thêm một chút transition vào cho nó mượt mà. Là on 0.25 giây là linear à. Rồi khi ra chuột vào thì mình sẽ để là gì? Mình sẽ để opacity là 1 là ngược lại ha, và visibility là visible. Khi này chúng ta sẽ có kết quả khá là đẹp như thế này. Đó, rất là khá là mượt ha. Nhưng mà các bạn thấy này, khi mình rê chuột vào đây nó sẽ mất. Lỡ người dùng á, người ta lại muốn rê chuột vào đây á, thì người ta phải rê nhanh chứ người ta rê chậm nó sẽ mất. Thì làm sao để khắc phục vấn đề này? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái trick ha. Chúng ta sẽ dùng before hoặc after. Thì cái này mình đã dùng before để tạo tam giác rồi, mình không thể tạo thêm cái before được nữa. Thì lúc này mình bắt buộc mình phải dùng after. Và mình sẽ tạo một cái lớp giả phía sau để nó không bị rớt xuống. Không phải lỗi, xin lỗi ha, không bị mất đi. Thì làm sao để làm được? Thì mình sẽ code cho các bạn rồi mình sẽ nói ha. Ở đây ha, có before rồi mình sẽ code after sau đó ha. Yep, after. Mình sẽ để content là rỗng. Rồi position là absolute luôn. Mình để là mình sẽ để chiều cao ha, chiều cao bằng với cái margin luôn. Margin ở đây chúng ta để margin top là 3 rem thì mình sẽ để chiều cao là 3 rem. Hay là 3 rem. Và width sẽ là 100% ha. Mình có thể viết bằng missing include size. Width là 100% và đây là 3 rem. Thế này. Mình sẽ bỏ đoạn này đi. Mình sẽ để là top 0. Và left không ha. Rồi mình chưa thấy gì cả. Ok, mình sẽ code thêm là background color là red. Thì lúc này các bạn sẽ không thấy bởi vì mình đã dùng opacity 0 và visibility hidden rồi. Bây giờ mình mở nó ra để mình test cái đã ha. Mình sẽ thấy nó nằm đây, nhưng mà mình muốn là nó nằm ở đây này. Thì mình sẽ sử dụng mình muốn là dịch chuyển lên bằng chiều cao của nó luôn. Thì mình sẽ sử dụng là transform translate y trừ 100% ha. Trừ 100%. Lúc này mình sẽ được nó nằm ở đây. Thì khi mình đưa chuột vào đây á, nó sẽ không bị mất cái dropdown ha. Thì nó đè lên cái tam giác rồi, mình không muốn ha. Thì lúc này mình sẽ cho nó là background color là transparent. Thì các bạn sẽ thấy là nó trong suốt thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái code kia lại. Và các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sau đây. Đó, thì khi mình đưa chuột vào đây này, thực chất á, mình đã rê chuột vào thằng cái after, thằng after của thằng này. Nên là nó hiểu là nó vẫn nằm trong cái thằng drop down này. Nên là nó sẽ không bị mất, hiểu không? Đó, thì đây là một cái trick thôi, đó, như thế này. Còn bình thường nếu các bạn không làm vậy thì nó sẽ mất. Thì người dùng vừa rê chuột vào đây đã mất rồi. Thì chưa kịp chọn nó đã mất rồi. Đó, đó. Đây, rất là hay ha. Tam giác chúng ta đã làm bằng cách là áp dụng rồi. Đó, hover. Áp dụng before, after, áp dụng transition, ha, áp dụng position absolute, à, các kiến thức nâng cao mà chúng ta đã học, cũng như áp dụng về flashbot để dàn layout với cái này. Ok, thì video này tới đây thôi ha. Thì về dropdown này á, thì nó rất là dài ha, nên mình đã chia thành 3 video á, và video này là video số 3 mà các bạn đang xem này. Đó, thì trong video này mình đã sử dụng tất cả những cái kiến thức mà chúng ta đã học như là flashbot, rồi position này, rồi transition, đó, before và after. Và cũng như là mình chỉ cho các bạn cách phân tích UI như thế nào, cách đặt tên ra sao để sử dụng ha. Đó, thì đây là cái UI mà chúng ta đã hoàn thành rồi. Ok, ở video tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dàn layout với Flashbot ha. Tức là mình sẽ làm những cái bài tập liên quan đến việc dàn layout, cũng như là làm sao để nó hiển thị đẹp trên điện thoại bằng việc là chúng ta sẽ học kiến thức về responsive. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.